bạn đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Trinh ơi, chúng ta ở tuổi này rồi thì đã trải qua rất nhiều những mối tình. Tuổi này là tuổi gì? Tuổi trẻ mà. Mình có kinh nghiệm hơn các bạn khác thì cái mối tình mà lúc mà còn thanh xuân á thì đến bây giờ Trinh còn nhớ không? Mối tình thanh xuân mà Trinh nhớ nhất là cái mối tình Trinh học năm lớp 10. À, lớp 10, hơi sớm nha. Ok, tiếp đi. Cấp 3 rồi chứ bộ. Cấp 3 rồi, ok, chắc là thích thầm anh nào đúng không? Không có thương thầm, mà tại vì Trinh quen với một cái anh mà lớn hơn mình 2 lớp, là anh học lớp 12. Cái năm đó là anh thi tốt nghiệp. Nhưng mà Trinh rất là hay rủ anh đi chơi. Rồi năm đó là anh không thi đại học luôn. Nhờ yêu Trinh đó hả? Không phải. Chứ sao? Như học bên nước ngoài. À, thì ảnh lúc đó từ sau khi mà quen Trinh xong thì sau đó gia đình là đưa ảnh đi học ở nước ngoài luôn hả? Rồi, cái chia tay luôn đó là buồn lắm. Mà bây giờ thì có nhớ cái khoảng thời gian đó không? Rất là nhớ, và đó là cũng là một kỷ niệm khá là thú vị trong cái tình yêu đầu đời của mình. Và thấy cái điều này nha, lúc mà khoảng ở 20-21 tuổi đó, thì đó là khoảng thời gian mà rất ít những chương trình mà có thể mang các bạn đến gần với nhau. Và mình cũng không thể nào mà gọi là tham gia những chương trình như vậy đâu được. Đâu như bây giờ, đúng. Đâu có tần số tình yêu đâu. Đúng, và ngày hôm nay thì tại sao thì mình lại hỏi như vậy, là khi mà ngày hôm nay đến với tần số tình yêu thì các bạn nam của chúng ta là những người còn rất là trẻ. Nhưng mà có thể là do học tập, công việc và cái điều kiện của mình không cho phép, mình không thể nào mà có người yêu được. Thì ngày hôm nay các bạn ấy đã đến với tần số tình yêu. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, chúng ta hãy chờ đón những khách mời ngày hôm nay nha. Xin mời. Chương trình tần số tình yêu, mời các bạn về vị trí của mình ạ. Và bây giờ quý vị khán giả hãy cùng Chí Thiện cũng như Trinh sẽ cùng làm quen với các bạn nhé. Mời bạn đầu tiên. Cho em xin chào anh Chí Thiện, chị Phương Trinh ạ. Em tên là Nguyễn Trung Vĩnh, hiện đang là người mẫu, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi xin mời bạn thứ hai ạ. Lời đầu tiên em xin chào anh Thiện và chị Trinh ạ. Em tên là Nguyễn Tiến Quang và hiện tại em là diễn viên mẫu ảnh tại Hà Nội ạ. Em 21 tuổi. 21 tuổi, trời thanh xuân quá. Mời bạn thứ ba ạ. Bạn tên gì? Dạ Phương Duy, năm nay em 22 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì đang là sinh viên chuyên ngành diễn viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Duy. Rồi mời bạn thứ tư ạ. Dạ em chào anh Chí Thiện và chị Phương Trinh. Em tên là Hưng Thịnh và hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Rồi cảm ơn bạn. Dạ em xin chào chị Phương Trinh và anh Chí Thiện. Em tên là Lê Công Ty. Năm nay 24 tuổi và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên kinh doanh. Tên rất là đặc biệt á. Tương lai là sẽ làm chủ nha, có sẵn một công ty luôn. Chúng ta đã làm quen với năm bạn rồi thì chắc năm bạn cũng đang rất là chờ đón nữ chính của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật nữ chính của ngày hôm nay. Xin mời. Bước ra rất là nhẹ nhàng, dễ thương và cười cũng rất là tươi. Ở dưới thì đơ hết chưa? Gu em. Chưa đâu em. Gu em á, em còn phải đợi đó, đợi một chút xíu nữa. Sẽ có một món quà bí mật của cô ấy dành cho các bạn. Đúng rồi. Em ơi, em giới thiệu em với tất cả mọi người đi. Lời nói đầu tiên cho em được xin chào anh Chí Thiện và chị Phương Trinh và năm bạn nam ngồi ở đây. Em tên là Diễm Trinh và hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chuyên ngành của em là gì? Dạ em học bên tổ chức sự kiện. Năm chàng trai đây chắc là rụng tim hết rồi. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho năm bạn, chúng ta cùng thả sóng cảm xúc dành cho bạn này nhé. Là tiếp người thích mẫu con gái hát hay như vậy, khá là đúng gu của mình. Mình cảm thấy wow,
có cái gì đấy rất là ấn tượng, kiểu nhẹ nhàng, mình cũng có một chút rung động. Bạn đó đã đón tim mình rồi. 3, 2, 1, xin mời. Đúng như chúng ta dự đoán, Trinh à, năm bạn ấy đã có ấn tượng đầu tiên rất là tốt với bạn nữ chính của chúng ta. Trước khi bước qua vòng 2 thì chúng ta cùng nghỉ giây lao cho ít phút nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Những bạn trai của chúng ta sẽ hiểu được gì thêm về cô bé Diễm Trinh xinh đẹp này, cũng như là Diễm Trinh sẽ hiểu gì thêm về năm chàng trai rất là điển trai đang ngồi dưới kia. Và anh nghĩ là cái người cần đầu tiên nói chuyện là cái bạn có một cái tên đặc biệt và dễ thương. Công ty ơi, công ty giờ này ổn không em? Dạ còn ổn. Công ty còn trái tim ở đó không? Em rớt rồi anh ơi. Rớt ở đâu? Em rớt trên bạn đó đó. Ngày hôm nay thì em tới đây em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Muốn tìm một bạn gái là biết chăm lo, chăm sóc gia đình của hai bên, biết quan tâm người yêu, hiền dịu. Chứ đó chắc bạn nữ chúng ta có rồi. Đây là hiền rồi đó. Lúc đầu em ra em biết bạn này hiền. Cho em hỏi là anh là làm bên lĩnh vực gì ạ? Anh làm bên lĩnh vực là nhân viên kinh doanh về công ty ô tô em. Em thì em thích đi du lịch lắm. Còn anh như thế nào? Anh đi du lịch thì anh thích từ sao ta, nói chung là anh rất thích đi du lịch đó. Mà em muốn đi du lịch thì nên về bên anh, thường là có ô tô thì đi du lịch khắp mọi miền đất nước luôn em à. Trời đất ơi, làm như bố anh kia không biết mướn xe đi vậy trời. Khi mà em bước ra thì Thịnh là người vậy luôn á. Sao vậy Thịnh, cái cảm giác đó của em như thế nào? Em bị đỏ mặt luôn, gu em á mới bước ra một cái là em thực sự là bị choáng ngợp bởi bạn luôn. Đúng rồi, tại vì á mình thường hay có cái gu mà nhìn kiểu nhìn nó, cái nhìn đầu tiên ta nói là con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Đó nên là cái nhìn đầu tiên bạn Thịnh đã bị siêu. Vậy thì Thịnh muốn hỏi gì Diễm Trinh không? Mình muốn hỏi là có phải là bạn là một người thích nghệ thuật? Đúng rồi. Chẳng hạn như là ca hát và nhảy múa. Dạ đúng rồi. Thịnh cũng là một người thích hát và thích nhảy múa. Thịnh có muốn ở bên cạnh Thịnh và chúng ta cùng hát, cùng nhảy và cùng xem những bộ phim thú vị chẳng hạn. Nếu có cơ hội thì. Cho anh nói một câu đầu tiên được không? Dạ được ạ. Gọi em là Nga Rẽ ấy. Bởi vì lần đầu tiên nhìn em anh muốn cua ấy. Hiện tại thì em đang ở đâu? Em đang ở quận 2. Anh tưởng ở trong tim của anh chứ. Con này quen. Con này quen. Ơ mà tại sao em lại ở đây nhỉ? Anh cứ tưởng là thiên thần là phải ở trên trời chứ. Rồi, lại thêm một biến thính thật to đùa rồi. Thì khi mà bước vào đây thì anh hồi nãy anh thấy nhìn mặt em là cái người mà gọi là hiền nhất. Vâng ạ. Bao nhiêu năm qua thì em đã có một mối tình nào chưa? Dạ em có được 4 mối tình. Cũng có kinh nghiệm chứ bộ. Kinh nghiệm đó. Mối tình gần nhất của em hồi tháng 6 năm rồi. Chắc chắn là mọi người cũng biết những người xung quanh của Diễm Trinh sẽ nói như thế nào về Diễm Trinh đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đoạn clip nhé. Em là bạn cùng quê với Diễm Trinh. Diễm chơi với Trinh 2 năm rồi. Em thấy Trinh là một người dễ thương, năng động. Với lại Trinh rất là hay xuất hiện những lúc mà bạn bè cần á. Tật xấu của Trinh thì cũng nhiều lắm. Em ở chung nên em biết Trinh kiểu không bao giờ mà gấp quần áo hết đó. Cũng bày hầy lum la hết. Nhưng mà nó lượn ra ngoài là rất là chỉnh chu. Ủi thẳng tắt quần áo luôn. Với lại không có biết nấu ăn. Nên là anh nào rước bạn em về giùm em nha. Theo cảm nhận của em thì Diễm Trinh là một người rất là vui vẻ. Mặc dù gương mặt bạn có nét hơi cộng một xíu nhưng mà tính tình bạn rất là vui vẻ và hòa đồng với các bạn trong lớp. Có một điểm nữa em hơi rất là không hài lòng với bạn, đó là bạn hay xin 3.000 tiền gửi xe của em. Mặc dù ăn chơi ngoài với bạn bè bao nhiêu cũng được nhưng mà 3.000 tiền gửi xe thì lại không có. Hôm nay bạn đến với chương trình này, em cũng rất mong là có một anh đẹp trai nào đó hốt bạn em về giùm. Tụi em rất là vui và mừng. Cái này tôi nói là đúng là bạn thân nè. Đúng là bạn thân, đúng không rồi. Không có nơi nào mà bóc phốt tốt hơn bạn thân hết trơn á. Nhưng mà những người bạn thân nói lên cái tính xấu mình như vậy đó cũng là một điều thú vị. Để em thôi, mình nhìn ở ngoài vậy cái mình về mình phát hiện ra mình hụt hẫng. Em nghĩ là đáng yêu mà. Ngày hôm nay ngoài mục đích kiếm người yêu ra thì bạn ấy còn kiếm một người để xin 3.000 chiếc xe nữa. Những người bạn nói về em như vậy thì em thấy làm sao? Em cũng không có gì để biện hộ cho mình. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình lâu nhất là bao lâu? Dạ em có 2 mối tình. Và mối tình lâu nhất của em là bao lâu? Gần 2 năm. Em nghĩ sao về việc yêu xa? Em thấy cũng bình thường. Yêu xa thì dựa trên sự tin tưởng của cả hai thôi. Nếu mà không có cái sự tin tưởng lẫn nhau thì không thể yêu xa được. Chắc chắn là như vậy luôn. Em có yêu xa lần nào chưa? Dạ rồi. Và mối tình yêu xa đã kéo dài trong bao năm? Gần 2 năm á. Em ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Rồi em vào đây học. Dạ. Bạn nó học ngoài đó. Cho anh hỏi một câu nha, anh đố em biết nhá. Dạ.
anh đến từ đâu? Nghe thì có vẻ như là anh ở phía ngoài Bắc. Anh từ Hà Nội vào. Đó. Và anh nghĩ là khi mà anh bước đến trường quay ngày hôm nay thì anh nghĩ là lý do anh vào rất là xứng đáng, lý do có em. Rồi, xin mời anh. Cho em hỏi Trinh một câu là quan niệm về tình yêu của Trinh thế nào? Và mẫu bạn trai lý tưởng ấy. Em thích một người vui vẻ, hiểu người yêu mình, không có làm cho người yêu mình lo lắng nhiều và biết quan tâm. Em nghĩ sau khi em có bạn trai là diễn viên. Em nghĩ cũng bình thường. Tại vì khi mà bạn ấy làm diễn viên là tiếp xúc với rất nhiều bạn nữ. Dạ đúng rồi, đi rất là nhiều nơi. Cái ngành em học cũng đi nhiều nơi nên là em có thể thông cảm. Em có thích một người biết nấu ăn không? Có thể nấu cho em ăn hàng ngày. Dạ thích, tại em nấu được có mấy món à. Vậy thì anh sẽ nấu cho em. Anh có thể nấu nhiều hơn là tôm luộc. Không kích rồi đó. Và anh nghĩ là với một cô gái mà có vẻ ngoại hình như em và cách nói chuyện hiền dễ thương nữa thì đi học là chắc chắn vệ tinh xung quanh cũng nhiều lắm đúng không? Dạ không, đâu ai đâu anh, không ai nên mới lên này. Nghe thương vậy. Cho em hỏi sở thích của mấy anh đây là gì ạ? Anh là thích đi xem phim, cùng du lịch. Khi buồn thì lái xe dạo trong vòng hết thành phố này vậy đó. Thành thì có sở thích là hát, rất thích hát và nhảy múa. Mình cũng thích xem phim nữa, tại vì mình là diễn viên mình cũng muốn học hỏi thêm nhiều thứ ở trên phim ảnh. Và mình cũng có nét tương đồng với bạn công ty là mỗi lúc mà mình có tâm sự hay là có việc gì đó thì mình sẽ lái xe đi vòng vòng quanh thành phố này. Anh thì anh thích thể thao lắm, không biết em có thích thể thao không? Dạ có. Có, em thích chơi gì? Em chơi võ. Thích võ hả? Em tập võ hả? Nghe môn thể thao nó hơi căng nhỉ. Em tham gia tập võ môn gì? Dạ boxing anh, tại ba em là võ sư. Oh. Cũng hơi bất ngờ, tại vì ngay từ đầu bạn ấy theo kiểu phong cách nhẹ nhàng bánh bèo thì mình không nghĩ là bạn nữ chính là có võ. Thực ra thì anh cũng không có quá nhiều sở thích đặc biệt, cũng chỉ là khi mà mỗi lần anh đi làm về thì chỉ ngồi quán cà phê, ngồi đọc sách hoặc là xem phim lấy tư liệu cho bản thân. Sau một ngày làm việc mệt mỏi ấy, anh chỉ muốn là cùng người mình yêu đi vòng quanh Hồ Tây. Còn sở thích của em là thể thao nhiều hơn. Tại vì em rất là thích đá bóng, bơi lội, thích đọc sách, nghe nhạc, hát. Tính em thì hay sáng nắng chiều mưa lắm. Nên là không biết anh có ngại cái việc đó không? Tức là sáng đang vui vẻ, cười tươi, dạ, tươi tối giận. Đúng rồi đó. Mà có lý do không? Đôi khi là không, cũng do người bạn trai đó nhưng mà người ta không có biết. Nhưng mà vấn đề đó mình ngại nói ra. Nhưng mà không nói sao người ta biết? Thì cứ giận trước đã. Rồi. Mình nghĩ là một người bạn trai tinh tế có thể sẽ hiểu được ý của bạn. Mình không quá tự hào về bản thân nhưng mình cũng được người khác nhận xét. Mình là một người khá dễ nắm bắt được suy nghĩ của người khác, có thể hiểu được tâm lý của mọi người. Nên mình nghĩ là mình có thể đủ điều kiện để bao dung, chấp nhận và yêu chiều theo cái tính sáng nắng chiều mưa đó. Và mình nghĩ đó không phải là một tật xấu gì. Mình nghĩ là con gái thì có quyền đó đối với bạn trai của mình. Rồi còn Ti thì sao? Nói chung là em rất thích. Tại vì là sáng nắng chiều mưa là con gái mới có như vậy. Sáng nắng là như kiểu con gái nó muốn được chiều chuộng đó. Nên cứ giận thì em dẫn đi ăn đi uống gì. Nói chung là chữ nghe em vẫn nghe luôn. Cái anh này tại sao nãy giờ mà Thiện ấy Trinh đều thích hỏi Ti lắm. Tại vì nói nãy giờ mà nó vẫn cứ rung không à. Bao lâu rồi không có nói chuyện với con gái vậy? Dạ 2 năm rồi. 2 năm rồi hàng gì. Hôm nay được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp như thế này mà còn lên sóng truyền hình nữa thì làm sao mà ai mà không rung. Còn bạn Duyên? Em thấy như vậy cũng dễ thương. Kiểu làm nũng với bạn trai thì mình làm nũng như vậy thì mình dắt đi ăn là hết giận. Tình yêu qua đường bao tử mà. Muốn đến cái phim mà phải đi ngang bao tử. Đúng rồi. Chứ nếu mà một cô gái hay giận, sương nóng chiều mưa ấy, là một cô gái rất nhiều cảm xúc ấy. Theo chính bản thân anh thấy như vậy. Anh là một người rất là biết lắng nghe. Đôi lúc ấy, em cáu em cứ cáu hết đi. Em cứ giận hết đi. Chỉ cần em giận vào anh là được. Chuyện gì cũng sẽ có lý do của nó cả. Anh giống như kiểu thuốc hạ sốt ấy. Khi mà em sốt thì anh cũng để hạ sốt được cho em. Dễ thương quá. Bây giờ còn bạn cuối cùng thì sao ạ? Xin mời bạn. Về tính em á thì cái việc đó em không phải ngại. Kể cả ba em là võ sư anh còn không ngại chứ gì tính đó. Tại vì chúng tôi là những người đàn ông, những chàng trai rất có uy tín, cho nên chúng tôi không sợ đâu. Ti ơi, tuy em rất nhắc nói nhưng anh thấy em rất xung phong năng nổ giơ tay, cho nên anh quyết định cho em nói tiếp. Anh chưa nghe rõ là lúc em có bao nhiêu mối tình, kiểu tại sao chia tay á, để có cùng một điểm với anh không, để có cùng nhịp đập cùng tim của anh không á. Trời ơi, thôi thì tôi giải thích cho nè. Ý của anh á là anh muốn là biết là lý do tại sao mà em chia tay nó có cùng lý do mà mấy lần trước mà Ti chia tay hay không, để xem chúng ta có hòa hợp với nhau hay không, để có cùng tần số tình yêu hay không, đúng không Ti?
ý là sự đồng cảm đó. Tí nữa nhớ gửi anh tiền bản quyền miễn phí nha. Thì mới đầu khi mà quen nhau trong mối quan hệ đó, lúc nào bạn nam cũng nhiệt tình và nồng nhiệt với bạn gái. Nhưng mà sau một thời gian quen lâu rồi, em không nói là bạn trai cũ của em gọi là tệ hay là gì hết, nhưng mà em muốn nói đây là cái cách bạn thay đổi với em, bạn không hề biết. Bạn vẫn nghĩ là bạn vẫn như trước với em, nhưng mà những cái sự thay đổi đó là em nhìn được và em là người biết được. Thì em nói với bạn nhưng mà bạn không chịu thay đổi. Giờ em cũng nhiều lần gọi là nhường nhịn và bỏ qua để là muốn, là em đang vì cả hai á, em muốn để cho bạn hiểu, bạn tự hiểu và bạn tự sửa chữa. Thay vì em nói, bạn không sửa được. Vậy thì mất bao lâu bạn mới vượt qua được cái tổn thương đó? Cũng một thời gian. Khi mà hai bạn chia tay á, rồi các bạn có xem người yêu đó là bạn hay là bạn muốn quên hết tất cả về người ấy luôn? Em nghĩ là em sẽ không phải là không làm bạn, nhưng mà trên tinh thần của em là em sẽ thoải mái. Tức là chia tay rồi thì thôi, không sao hết, gặp nhau thì vẫn cười chào hỏi bình thường, nhưng mà tới đó thôi. Qua cái câu chuyện của Trinh vừa kể thì thấy giữa anh với em là có nhiều điểm rất tương đồng với nhau. Về mối tình đó thì lúc trước anh cũng trải qua một mối tình 2 năm, lúc đầu thì nó cũng rất là sôi nổi. Về sau thì do hai bên cũng như là thứ nhất là về công việc, rồi từ từ nó hơi bị nhạt đi á, dẫn đến chia tay. Mà người luôn níu giữ tình cảm đó là mình, nhưng mà cuối cùng người nói chia tay lại là mình. Sau khi chia tay thì anh thấy cái quan điểm của anh cũng giống khá giống em, là gặp nhau vẫn chào và cười bình thường, nhưng mà chung là có thể là em đang có rất nhiều những cảm xúc ở trong người và mình chưa thể nào mà mình nói ra hết. Vậy thì cái mà em cần ở một người bạn gái là gì? Em thứ em cần giữa người bạn gái của em á là biết lắng nghe, biết chia sẻ, đặt vị trí của mình vào người khác, không cần phải quá giỏi giang hay gì cả, chỉ cần mà chung là biết quan tâm lo lắng một xíu thôi cũng được. Ok, cảm ơn em. Anh cho anh hỏi em một câu nhá, nếu mà người đấy thật sự đã làm tổn thương em rất là nhiều, ví dụ như cắm sừng hay là nói cái gì đó như vậy, thì anh nghĩ là nếu mà khi em gặp lại, em có chào cười người ta như mà cái cách em vừa nói không? Đã có lỗi với em thì ngoại trừ cắm sừng ra thì em ok, chào hỏi bình thường. Còn nếu cắm sừng em là không chào hỏi? Dạ không. Có thể làm em buồn hay làm cái này kia, nhưng mà kiểu đó là gọi là phản bội rồi. Đúng rồi, phản bội rồi, là không dung thủy rồi, là cái điều tối kỵ nhất trong tình yêu. Hai người mà đến với nhau thì thường sẽ bỏ ra rất nhiều năng lượng, bỏ ra rất nhiều năng lượng để có thể chinh phục nhau, để có thể làm nhau vui. Nhưng mà đến khi mà hết mất cái năng lượng đi rồi á, thì là nè chuẩn bị bán bản quyền nữa nè. Tại vì đang có người muốn hỏi nữa và cần phải suy dịch nữa, xin mời Ti. Em bị quên rồi. Thôi để Di hỏi anh rồi nhớ đi nha. Lúc mà hai đứa mà có giận nhau hay gì á, em thích nhắn tin hay là em thích gặp trực tiếp ở ngoài nói chuyện? Em thì đa số là em muốn ra ngoài gặp nói chuyện hơn, nói chuyện rõ ràng hơn là nhắn tin. Bởi vì là ấy, khi mà mình cãi nhau ấy, mình mà gặp nhau đúng không, thì mình tất cả cảm xúc của trên cơ thể mình và khuôn mặt mình nó sẽ thể hiện rất là rõ. Đúng rồi. Chính bản thân anh cũng thế, bởi vì khi mà mình cãi nhau với người yêu, anh cũng không muốn là mình nói chuyện qua tin nhắn, bởi vì là không thể giải quyết được gì, và người ta có câu là để lâu thì mọi chuyện sẽ tan nát mà. Cho em hỏi là anh ngại việc yêu xa không? Nếu như sau khi anh nói như vậy. Đối với anh ấy, yêu xa nó không quá là quan trọng. Bởi vì là đôi lúc mình chỉ cần cùng con tim và cùng nhịp đập ở đường mà. Khi mà một mối quan hệ đến người thứ ba đến thì anh nghĩ là anh luôn luôn ở chế độ đèn đỏ. Nếu mà bật đèn xanh thì anh nghĩ là anh cũng sẽ nghĩ đến em, bởi vì là bản thân anh cũng thế thôi. Nếu mà anh làm một cái gì anh cũng sẽ đặt vào vị trí của em đầu tiên. Chính bản thân anh cũng đã từng trải qua cái, anh không phải người thứ ba nhá, mà là anh bị người thứ ba phá rối. Nhưng mà là con trai và đối với người yêu cũ của anh. Em nghĩ sao về một chàng trai ví dụ mà không có sự nghiệp trong tay á, mà lỡ có tình cảm với em? Em có mở lòng với cô ấy không? Đúng không? Em có mở lòng với chàng trai đó không? Đó thì đúng rồi. Em thì tùy vào cái đối tượng quen nữa. Ví dụ như đối tượng của em đang là sinh viên như em á, mà chưa có sự nghiệp trong tay, thì em thấy cũng bình thường. Tại vì đang đi học hả? Dạ. Còn có nếu mà có những công việc làm riêng mà đó thì có thu nhập thêm thì tốt, không sao hết. Còn nếu như đối tượng em quen là tuổi đã ra trường rồi. Nó có nhiều trường hợp nha anh chị, ví dụ như là độ tuổi ra trường nhưng mà chưa có sự nghiệp, nhưng mà lại lấn cấn một cái số vấn đề gì đó, chưa có thể đi làm được hay gì đó, thì em vẫn có thể thông cảm và hiểu cho, em vẫn có thể chờ đợi. Đúng rồi, chứ đúng không rồi. Thể nào mà chấp nhận một người đàn ông nhưng mà trong giới hạn có thể làm. Còn cái như
Anh Ti nói á, chắc ý anh muốn hỏi là một người bạn trai dù như đã ra trường rồi mà chưa có công việc ổn định, tức là theo cái hướng như kiểu part time đấy em, như kiểu mà công việc không ổn định, như kinh tế tới tháng như kiểu bị thiếu thốn hay không lo chăm sóc cho em được á. Nhưng mà người chàng trai ấy có chí hướng muốn thành công hay không, hay là chấp nhận cuộc sống hiện tại lúc nào cũng sẽ như vậy, đó là cái mà đó là cái mấu chốt á. Bạn nam đó có tính cầu tiến kiểu mà muốn phát triển sự nghiệp thành công hơn á, nhưng bây giờ nhưng cơ hội chưa đến với bạn nhưng em hiểu ý của anh Tây nè, ý ảnh đó là bạn nam đó có chí cầu tiến nhưng mà hiện tại chưa có cơ hội để mà kiếm ra thật nhiều tiền, đúng không ạ? Hên quá, cuối cùng hai người cũng hiểu nhau rồi. Em sẽ thông cảm cho và em có thể, nếu mà em cảm thấy em giúp được gì thì em sẽ giúp đó. Ví dụ như quá em, tuyệt vời. Em có thể đi làm thêm cái này cái kia, hoặc là em sẽ xem hữu là bạn trai mình ngoài cái công việc đó ra còn có thể nếu làm được gì có không, thể không? Làm được những công việc khác thì nên làm, động viên. Dạ đúng rồi. Em bên tổ chức sự kiện đúng không? Dạ. Ví dụ như em bên tổ chức sự kiện còn anh là diễn viên đi, hai đứa mình kiểu như đi á mà không có thời gian dành cho nhau á, rồi lỡ như tình cảm nó bị nhạt dần á rồi sao? Em đi nhiều, anh đi nhiều, không có thời gian để vun đắp tình cảm cho nhau. Nếu mà gọi là không có khả năng luôn á, không có khả năng mà để mà vun đắp tình cảm được á thì kết thúc mối quan hệ thôi anh, hết duyên rồi. Mình cũng là diễn viên, mình cũng hiểu cảm giác đôi bên không thể ở gần nhau khi mà hai bên đang làm việc, nhưng mà mình sẽ dành ra những khoảng thời gian nào đó để dành cho nhau, dành riêng cho nhau thôi, và trong khoảng thời gian đó chỉ có hai chúng ta chẳng hạn, bù đắp tình cảm và lâu sẽ có những cái cú kích cho tình cảm chúng ta nó mặn nồng hơn. Với lại Thịnh thì là một người là quan điểm là không thích nhắc nhiều về chuyện quá khứ, thì mình thấy nãy giờ ở đây hỏi khá nhiều về chuyện quá khứ của mình thì mình cảm thấy cũng hơi bị ngại, nên Thịnh cũng thích là một người hướng về tương lai nhiều hơn, nên Thịnh sẽ hỏi Trinh là ở tương lai thì Trinh có thích một người bạn trai là bằng tuổi, lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn? Em thích một người lớn tuổi hơn em, giống như là một chỗ dựa vững chãi. Dạ đúng rồi. Dạ thì trước khi tới với chương trình này thì bạn nữ đã tặng nam bạn nam ở đây một món quà là bài một bài hát, vậy muốn tặng lại một bạn nữ một bài hát. Đưa vào em đừng quá nghiêng nghiêng đến rơi buổi chiều thơm ngát, làm người em đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tàn mơ, xin âu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say, xin cho ta một thoáng có suy nghĩ là hôm nay quyết định là phải lấy làm sao để lấy được lòng của bạn. Đôi tay ta sang sông hơn hoa, xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vời, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi kề bên nhau. Cái cảm xúc mà lúc mà mình được bạn Thịnh hát và đi lên đứng gần mình như vậy, mình ngồi rất là run luôn. Nhưng mà một người hoàn hảo như vậy thì mình có nghĩ thoáng rằng là bạn ấy đến vì tiền thưởng. Và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây. Và bây giờ sẽ đến thời gian mà chúng ta dành cho các bạn để có thể thả sóng cảm xúc nhé. Khi mà mình trình bày kia không, mình trình bày về vấn đề gì đó là như kiểu mình là vùng miền của miền Trung đó, nên nói giọng hơi khó nghe, nhiều khi nói người ta không hiểu luôn, nhiều khi bạn nữ này lại hiểu đó, nhiều đó đã đóng tim cho bạn nữ này rồi đó. Có vẻ là biết lắng nghe, biết quan tâm người khác. Mình nói rất là nhanh và nói miền tiếng Bắc thì các bạn ở trong không thể nghe rõ được. Cái khoảng cách gì đấy đã tự vạch ra giữa hai người. Thì mình cũng thấy Trinh rất là vô tư. Mình muốn có một người bạn gái đi cùng mình khắp thành phố này và hai người hát cho nhau nghe, cùng nhau hát những bản tình ca hay. 5 4 3 2 1 Xin rồi. Vậy là một lần nữa cả năm chàng trai đều dành tần số cảm xúc của mình cho Diễm Trinh. Em thấy như thế nào, có vui không?
Em rất là vui và em không nghĩ là năm bạn sẽ thả hết đâu. Và em rất là cảm ơn năm bạn ngồi ở đây. Và trước khi đến với phần thứ 3 để các mình có thể tương tác nhiều hơn thì chúng ta cùng nghỉ lại trong ít phút nha. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tần số tình yêu. Và bây giờ tới phần thứ 3 là cái phần mà bạn nữ sẽ được tương tác với năm bạn nam ở đây. Thì trò chơi này có tên gọi là bong bóng tình yêu. Ở đây á, sẽ có một cái miếng dán hai mặt. Thì bạn nữ á, sẽ dùng cái miếng dán này dán lên những bộ phận trên cơ thể mà những cái nơi mà được cảm giác là bạn khó nhất. Thì sau khi mà được dán xong, bạn nam sẽ dùng cái chỗ mà vừa dán này nè chạm vào chiếc bóng này để cho lấy được có thể bóng. Lấy cái bóng này lên được. Bây giờ bạn nam nào sẽ thi trước? Em Vĩnh. Mời em. 1 phút 30 giây xin được phép bắt đầu. Ờ, trời ơi, ác vậy. Chưa, ừ, sắp rồi. Được rồi, ừ, rồi, rồi ok. Rồi, rồi, okay, rồi, rồi, xin dán những chỗ gọi là cũng hơi khó. Nhưng mà đó là gọi là thử thách thì chúng ta phải gọi là chơi hết mình thôi, không có gì hết. Trinh lúc nào cũng đứng kế bên, cũng động viên, rồi cố gắng lên thì nên có động lực để chơi. Hay quá. Rồi, trời, em nó khó lắm em, cái em khó lắm. Khó lắm. Trời. Được luôn. Ôi, hay quá. Rồi, 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 miếng dán dính lên nó là được rồi, chấp nhận. Cô chở ok nè. Ừ, rồi, anh chấp nhận luôn. Ừ, đó, rồi. 10 9 Ok, rồi, rồi. Coi như là chúng tôi chấp nhận kết quả này. Là người đầu tiên xung phong lên chơi năng nổ. Mình cộng điểm cho anh Vĩnh từ phòng chơi trò chơi á. Và bây giờ sẽ là bạn nào lên thi tiếp theo đây? Rồi, rồi, rồi. Chạy luôn nè, đúng rồi. Ủa, chị em ở đâu ra nữa? Em xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dán 5 miếng cùng một lúc luôn nha. Đủ chưa? Hết chưa? Còn miếng cuối cùng. 1 phút 30 giây dành cho Ti, bắt đầu. Một miếng. Rồi, thành công, quá. Mạnh lên. Rồi, kéo lên rồi, để luôn. Bạn Ti rất là dễ thương. Thấy là thiếu tự tin, lắp bắp có thể là mọi người khó hiểu. Nhưng mà mình thấy cái điểm đó là điểm dễ thương. Rồi, rồi, tiếp tục luôn. Cố lên. Hay quá, rồi ngoài sau đi Ti ơi, ngoài sau. Còn đằng sau lưng nữa. Em chỉ cần ngồi lên cái màu vàng rồi. Em cứ tiếp tục luôn đi. Còn quả màu vàng nữa. Phải xác định cái chỗ, cái băng keo chỗ nào nha. Rồi em kéo kéo cho nó dính vô cái người em đó. Mình cũng xuất thân từ miền quê nè. Lúc nhỏ thì chơi gì hơn nữa chứ không phải là nhiêu đó thôi. Trò chơi rất là dễ với mình, không thấy khó. Ok, dính rồi đó. Rồi, hay quá. Cảm ơn Ti. Và bây giờ sẽ đến 3 bạn còn lại. Thì sẽ đến 1, 2, 3 bạn nào chạy lên trước nha. 1, 2, 3. Bánh đồ thì đi, đã tới cùng lúc rồi, bánh đồ thì luôn. Rồi, 2, 3. Ok, thắng quyết định. Lúc đấy mình tập tự chính thì mình thấy khá là vừa. 1 phút 30 giây dành cho Quang, xin được phép bắt đầu. Chỗ rất khó à nha. Không lấy lên được. Rồi kéo lên. Ừ, rồi, rồi, ok, tiếp tục luôn. Tiếp tục. Rồi còn một miếng nữa nằm ở đâu? Đâu ra? Đâu ra? Bên vai. Bên phải em á. Bên trong á. Thôi ơi ơi. Hơi khó ha. Chưa được, đáng xíu nữa anh. Quang có một vẻ bề ngoài rất là thu hút các bạn nữ. Chắc chắn là ở ngoài là được các bạn nữ yêu thích rất là nhiều. Đúng rồi, hay quá. Là bạn đã hoàn thành xong trước 1 phút 30 giây ha. Rồi, cảm ơn bạn Quang rất nhiều. Cảm ơn Quang. Sao, cảm giác em sao? Chua xót cay đắng. Bây giờ còn bạn Thịnh và bạn Duy. 1, 2, 3. Ai trước đây? Chân dài có lợi thế đúng không? Bây giờ mình dán một lần 5 miếng trước đi rồi xong mình để cho bạn ấy tự nhớ. Nhẹ tay thôi em ơi. 1 phút 30 giây dành cho bạn, xin phép bắt đầu. Trinh tận tay chạm vào người á, nên là cảm xúc của mình khá là bị
hỗn loạn, mình tim mình đập rất nhanh, mình khá là hồi hộp. Dỡ lên, kéo lên thôi. Rồi gián tiếp thôi. Đẹp mặt, mạnh xúc, đúng rồi. Ok. Rồi, về tới đầu gối ha. Không thể đứng chỉnh. Đó là một người thuốc tăng nữ nhiều đó. Hay nhiều người đổ đó. Màu hồng. Hơi khó ha, cái này hơi khó. Rồi. Cả bốn bạn nãy giờ đều hoàn thành xuất sắc ha. Trước thời hạn thời gian của chương trình. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là người cuối cùng, bạn Duy. Xin mời Duy. 1 phút 30 giây dành cho hai bạn, bắt đầu. Với Duy thì mình cảm thấy bạn ít nói, nhút nhát mà cũng, nhưng mà thấy cũng ít năng nổ. Bù lại được cái là đẹp trai. Lưng đi, lưng là khó nhất ạ. Nổi. Nổi. Rồi. Ok. Ổn anh. Chị, ổn anh. Thì bạn cũng kiểu nhút nhát thì cũng chưa có tương tác được nhiều. Cảm thấy cái những cái thử thách mình Trinh đưa ra thì cũng không phải khó khăn lắm. Nhưng rất là sân khấu cũng được. Hay quá. Và bây giờ chúng ta đã vừa trải qua khoảng thời gian mà gọi là rất là hành hạ các bạn nam, nhưng mà các bạn ấy vẫn vui vẻ và tươi cười. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần thả sóng cảm xúc. Nhưng trước khi đến với thả sóng cảm xúc thì xin mời Diễm Trinh sẽ đến với phòng bí mật nhé. Xin mời bạn. Ok, xin mời em. Xin được chào mừng quý vị quay lại với chương trình Tần số tình yêu. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn suy nghĩ, thả sóng cảm xúc dành cho Diễm Trinh. Xin mời. Thì những chỗ đó bắt đầu tại sao nó dồn về cái con tim á, nó kiểu mà nó đúng rồi, tao không biết tại sao mấy chỗ khác không phải là dán chỗ tim mà nhưng mà lại dán mấy chỗ khác là chiều mà chỗ đó đó. Nói chung là mình nói như thế hả? Trinh khá là giống mình thấy Trinh rất là đáng yêu, cảm nhận được từ nữ chính cái tần số gì đó với mình. Vừa có những điều phù hợp và có những điều mà hai đứa bù đắp cho nhau được. Và hôm nay mình đến với chương trình Tần số tình yêu thì đích của mình đó chính là tìm tình yêu đích thực của mình. 5 4 3 2 1 Xin mời. Chắc chắn chúng ta sẽ có những cuộc gọi nhưng không biết là bao nhiêu. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với phòng bí mật. Diễm Trinh ơi. Dạ em nghe. Em có nghe rõ không? Dạ có. Bây giờ anh có thấy hồi hộp đúng không? Dạ em run lắm luôn á. Rồi mình có đoán được là khoảng bao nhiêu cuộc gọi cho mình không? Em sợ không ai gọi cho em luôn chứ. Sao không gọi được? Không yên tâm, bảo đảm với em chắc chắn hơn 2. Đúng rồi, bây giờ mình cầm điện thoại lên sẵn sàng nha. Dạ. Rồi, bây giờ sẽ là những cuộc gọi của các chàng trai đã thả sóng cho em 3 lần. Xin mời. Dạ alo. Alo, chào em. Từ đầu chương trình em thấy là anh một người không giỏi ăn nói. Về cách thả thính thì anh cũng không được giỏi lắm. Nhưng em yên tâm, bên cạnh anh thì anh luôn biết tạo cho người khác được tiếng cười. Và đặc biệt hơn nữa là như em đã nói là em không biết nấu ăn. Không sao, mong là sau chương trình này anh có thể nấu cho em ăn. Hy vọng là mình sẽ cho nhau cơ hội. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Dạ alo em nghe. Anh chào em. Dạ. Không biết em nghe giọng anh có vọng ra tiếng Anh không? Dạ có. Không biết từ đầu buổi đến giờ em có cảm nhận gì về anh không? Dạ thì em thấy anh cũng dễ thương. Nói thì đừng cười nha. Dạ. Lúc mà em mới bước ra đó, anh không hình dung là sao ta nói kiểu con gái mà cái mẫu mà anh thích đó. Nói chung là sao ta còn anh lên dịch trong em cố lên được bình tĩnh. Anh để ý mấy bạn bè em nói với em
anh đều có luôn, bạn bè anh cũng nói vậy. Anh nhớ cái công việc bạn em nói cái gì, em đi học mà em xin tiền mà em giữ xe đó. Dạ. Anh cũng thế đó, bạn anh đi học anh thường cứ xin tiền mà không ấy là nó tiền nó không bao giờ nhiều, nhưng mà kiểu mà bạn bè thân anh mới làm vậy, còn mà những đứa thân anh không phải làm như thế. Rồi anh giống nhau. Rồi lúc là em nói em thích đi du lịch nè, là cái đầu tiên nếu mà ai hỏi anh là đi thích đi du lịch hay không, đâu mà thích cái sở thích gì cả, anh nói đầu tiên chắc anh nói là đi du lịch rồi đi mới tới xem phim. Anh có gì nói với em nữa không? Anh nói như đó thôi à. Anh nói như đó cũng hết cái chương trình của tôi luôn rồi đó. Rồi em cảm ơn anh nhiều. Bây giờ chúng ta đến với những gọi tiếp theo nha. Dạ alo em nghe. Alo Trinh. Dạ. Em biết anh là số mấy không? Anh số 3. Anh muốn hỏi là từ đầu chương trình tới giờ em có ấn tượng gì về anh không? Dạ em thấy anh cũng năng nổ lên chơi trò chơi với em. Thấy cũng hiền. Nãy anh có chia sẻ với em là anh là diễn viên thì em bên sự kiện thì mình đi nhiều á, nếu mà quen nhau thì nó nhiều khi nó dễ nhạt tình cảm á. Nhưng mà anh cũng mong là sau chương trình mình cho nhau một cơ hội để trước hết là làm bạn đi, rồi từ từ chừng nào phát triển lên thì tính tiếp. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn em nha. Dạ chào anh. Không biết là còn gọi nào không? Em nghe đi. Nghe giọng anh có nhận ra anh không? Dạ có. Anh cũng muốn hỏi nhưng mà em không cần trả lời nhiều chi tiết đâu. Anh thì cũng muốn hỏi là em có ấn tượng gì sơ qua về anh không? Lúc đầu anh nói anh thích hát nhưng mà em cũng nghĩ anh hát hay đến vậy. Chỗ lại em thấy cũng thích. Vậy thì em có muốn những buổi chiều hoặc là những buổi tối nào đó mình dạo quanh Sài Gòn, rồi mình sẽ cùng hát với nhau, rồi mình nói chuyện tâm sự về cuộc sống? Dạ nếu mà có cơ hội. Anh thì không hứa cho em đầy đủ điều kiện, không thể đi du lịch này kia, không đi xem phim nhiều như các bạn được. Ý là anh cũng là diễn viên nên là anh hiểu cái thời gian nó chiếm bao nhiêu trong cuộc sống của mình. Nhưng mà anh hứa là anh sẽ không khiến em phải buồn và tinh thần của em sẽ luôn luôn được vui và hạnh phúc. Em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em nhiều. 4 cuộc gọi đã được thực hiện. Diễm Trinh có nghĩ là người cuối cùng sẽ có cơ hội gọi cho mình không Diễm Trinh? Em mới nói là em có cơ hội nhận cuộc gọi đó không? Chờ thử trong 5 giây nha. 5 4 3 2 và hết rồi. Như vậy là chúng ta có 4 cuộc gọi gọi đến cho Diễm Trinh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ mời Diễm Trinh quay trở lại với sân khấu nhé. Tự nhiên bước ở trong đó ra đây mà căng thẳng quá vậy. Khi mà vô đó anh thấy là em cũng đắn đo và suy nghĩ rất là nhiều đúng không? Dạ. Dù mình đắn đo dù mình suy nghĩ nhưng mà đến lúc quyết định rồi thì mình phải thực hiện cuộc gọi hồi đáp nhé. Chị cũng xin nói cho Diễm Trinh biết là cả 5 bạn đều đã thả sóng cảm xúc cho Diễm Trinh vào vòng cuối như em đã thấy. Nhưng mà có một bạn cuối cùng không gọi cho em. Nhưng em vẫn có quyền gọi cho một trong 5 bạn này, bạn nào cũng được hết. Và sẽ có một bạn đến không vì tình yêu, nên mình nhớ là mình phải cẩn trọng xíu ha. Rồi bây giờ chị với lại anh Thiện sẽ nhường sân khấu lại cho em. Em sẽ gọi cho anh đó. Anh có cảm xúc gì khi mà được em gọi? Tim anh thì anh đập nhiều lắm luôn á. Mà mình... Anh luôn gọi em luôn nha. Cái gu anh là kiểu con gái là một cái kiểu như em á. Người thích tóc gái tóc dài nè, rồi nói chuyện nhỏ nhẹ nè, mà nói chung là em có biết là anh nói tiếng miền này nhiều khi người ta không hiểu á, nên anh nói nhiều khi
không, nhiều khi không truyền đạt được cho người ta hiểu. Nhưng mà nhiều khi lúc nãy anh có hỏi ngọt bên kia đúng không, anh nói là em nói cái gì đó em hiểu ý anh luôn đó. Dạ rồi. Giờ em hỏi anh nha, anh đến đây là vì em hay là vì giải thưởng? Anh nghe câu này là phải nghe kỹ nha. Rồi. Anh đến vì mà mình đến với chương trình Tần Số Tình Yêu mà vì tiền thưởng. Mình đã từng nghĩ bạn Ti đến vì tiền thưởng, có nghĩ luôn, nhưng mà mình cảm giác như bạn Ti có cảm giác an toàn hơn, tại vì bạn thật thà. Thấy bạn nói chuyện rất là thật thà, dễ thương. Em rớt rồi anh ơi, rớt ở đâu? Em rớt trên bạn đó đó. Anh đến tiền thưởng nhưng mà có thể anh suy nghĩ lại đó, là anh có thể bỏ số tiền thưởng đó để quê cùng em luôn. Sam cười. Anh nói thật không? Thật. Anh suy nghĩ kỹ không? Đây là được mọi người xem nên anh nói thật là anh sẽ bỏ tiền thưởng vì em. Đúng rồi, anh sẽ bỏ tiền thưởng về cùng em. Cho anh ôm em một cái nha. Không thể nào đẹp hơn. Đúng rồi, không thể đẹp hơn được. Khi mà bạn nói là bạn đến đây vì giải thưởng. Ở trong rung hết trơn. Thì cũng muốn hỏi là tại sao Ti lại đưa ra cái quyết định này? Tại vì giải thưởng 20 triệu nó cũng không phải là nhỏ đâu nhá. Đúng rồi. Dạ, lý do em chọn lúc đầu thì em tính là đến đây vì tiền thưởng, nhưng mà lúc bạn nữ em cứ kể lúc bạn nãy giờ em có kể đó. Bước ra đúng không? Dạ, bước ra đó. Rồi em thích cái bạn đi, cái bạn đứng, rồi bạn kiểu mà hình thể chung là rất là hợp màu thích của em. Nhưng mà chị rất là muốn biết là bình thường á, Ti là một người kiểu nói chuyện cũng rụt rè, cũng lấp vấp vậy, hay là do đứng kế Diễm Trinh nên là mình cảm thấy vậy? Cuộc sống hàng ngày thì nhiều khi cũng có chút rụt rè, nhưng mà hôm nay đứng gần chắc rụt rè hơn. Hơn nữa hả? Tao thấy đứng hơi gần quá rồi đó nha. Đây là một cái kết mà từ hồi mùa 3 tới giờ chưa bao giờ diễn ra cả. Và rồi, khi các bạn chọn đúng cái người mà là người không yêu á, thì thường là các bạn sẽ chọn giải thưởng và chấp nhận bỏ qua một cái cơ hội đó. Tại vì thật ra khi mà các bạn đến đây á, các bạn đến vì giải thưởng á, thì các bạn vẫn chưa sẵn sàng với một mối quan hệ, chứ không phải vì giải thưởng hoàn toàn. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ti khi mà đến đây vừa thấy Diễm Trinh thì chết rồi, khúc đầu là thấy thôi tôi chọn lộn rồi, tôi phải suy nghĩ lại thôi. Đúng rồi. Và nếu mà may mắn thì cô ấy chọn mình thì mình sẽ quyết định bỏ giải thưởng vì cô ấy. Thiện cảm ơn tất cả bốn bạn khách mời ở đây đã đến đây, và hy vọng các em sẽ tìm được tình yêu của mình nhé, và công việc của tất cả các bạn sẽ luôn thành công, sẽ luôn thuận lợi nhé. Đây là hai chiếc điện thoại thông minh giúp cho hai bạn có thể nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau mỗi khi mà nhớ nhau ha. Và chúc hai bạn sẽ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc và thành công trong công việc của mình nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến và theo dõi chương trình Tần Số Tình Yêu. Và quý vị hãy nhớ đón xem chương trình vào lúc 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người nhìn vào em, em nói là đây là một con bánh bèo. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc em thì tính em cũng thẳng với cha cái tên lên vậy đó. Khi mà yêu mà giận nhau á, là em sẽ đi nấu ăn và đi dọn nhà. Trong cái cuộc vui của bạn anh hoặc là bạn của em á, thì bảo rằng thằng này không được nam tính, nó nghe được bạn cũng buồn. Anh tự tin hơn đi, bởi vì anh rất là đẹp trai nữa. Em nhìn anh nó muốn xỉu nãy giờ luôn á.